Hello, xin chào tất cả các bạn. Và cái bài này chúng ta làm việc bắt đầu thực sự đấy nhá. Chúng ta bắt đầu thực sự làm việc với Python đấy nhá. Thì tôi nghĩ là một trong những cái thứ chúng ta sẽ dùng trình soạn thảo để soạn thảo các cái chương trình Python. Tôi nghĩ là một trong những cái thứ thích hợp nhất là cái gì? Sublime Text 2. Còn tùy thôi, các bạn có thể quen với một thứ nào đó, có người thì dùng Eclipse, có người thì dùng Notepad cộng cộng thì tùy, nhưng mà tôi nghĩ là Sublime Text là tuyệt vời nhất. Và để mà gõ cái chương trình Python thì chúng ta sẽ cài thêm một cái gọi là mấy cái plugin. Và tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài plugin nhé. Muốn cài plugin thì có lẽ để mà cài được cái quản lý, trình quản lý nhỉ. Ồ, tôi đóng bớt những thứ này lại nhỉ. Và tôi sẽ để mà cài thì các bạn sẽ vào học lập trình online.com site. Ở đây nó hơi to và tôi lại phải thu nhỏ nó lại, và các bạn sẽ có cái search ở đây, các bạn gõ gì sup chẳng hạn, enter đi, nếu không thì các bạn ấn supply luôn đi, enter này, và chúng ta nhìn thấy cài đặt plugin nha. Các bạn sẽ tìm video này và các bạn sẽ biết cách cài cái gói gọi là cài đặt plugin này, để chúng ta sẽ cài đặt cái gọi là quản lý package ấy, nha, package manager. Ok, và sau khi chúng ta cài xong cái công cụ này thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây như sau, preference, và các bạn sẽ nhìn thấy package control. Nếu mà bình thường nếu mà chưa cài cái đó thì các bạn sẽ không nhìn thấy package control này được nhá. Và bây giờ tôi sẽ ấn này vào package control. Bạn nhìn thấy không? Có lẽ là tôi lại phải để cho thằng supply này nhỏ nhỏ này kéo vào nhé. Các bạn nhìn thấy không? Đây là package control. Và chúng ta có cái list package này. Thì các bạn nhìn thấy này, ồ tôi cài nhiều thứ, nhưng mà riêng Python thì các bạn cài cái gói autocomplete này nhé. Đây này. Nhá. Mà cài nó thì như thế nào? Bây giờ tôi hướng dẫn các bạn cài cái autocomplete, thì các bạn sẽ cài như sau, các bạn vào preference package control, và ở đây các bạn gõ preference package control, ở đây các bạn gõ install package nhé, và các bạn gõ tên cái gì này của tôi làm sao, preference package control và install package, và something wrong preference package control install package, và đây mình gõ vào những cái thứ, thí dụ như là Python thì mình gõ vào là Python, thì các bạn sẽ thấy có một đống những cái gói của Python, thì các bạn hãy gõ đúng Python autocomplete đấy, thì các bạn gõ vào và các bạn sẽ ấn enter, bởi vì tôi gõ autocomplete cơ, nhưng cái gói lúc nãy tôi hướng dẫn đấy, nhưng mà bởi vì tôi đã có cài nó rồi thành ra nó sẽ không có ở đây. Và nếu để các bạn nhìn thấy thì một lần nữa thì chúng ta ấn vào đây này, preference này, package control này, và tôi ấn list package cho các bạn thấy, và chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần Python, thì các bạn nhìn thấy Python autocomplete, các bạn cài đúng cái gói này vào, nó chỉ cài trong 1 giây thôi là xong, và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục. Và bây giờ tôi sẽ nói như thế này, đây là một cái file, tôi sẽ remove đi và tôi làm lại từ đầu nhé, remove folder from project, và tôi ra đây, đây là một cái thư mục rỗng, ở trong này chưa có cái gì cả, và để mà ném nó vào trong cái supply tôi chỉ việc thả nó như thế này thôi.
Và các bạn nhìn thấy không? Đó, nó đã chui vào supply rồi, đây file. Và làm gì nhỉ? Tôi sẽ thể làm một cái new file và tôi Ctrl S cái kiểu của nó. Tôi để là 1.py PI dài nhé, và sẽ save vào. Và chúng ta có thể gõ một cái chương trình đầu tiên. Thí dụ như là chúng ta gọi input. Ok. Input prompt này thì chúng ta nháy của nó vào đây và enter your name. Thí dụ chẳng hạn, và chúng ta hai chấm một cái, cách ra một cái. Và như vậy chúng ta biết cái lệnh input này là cái lệnh gì rồi, nó sẽ chờ người sử dụng gõ vào một cái tên, và sau đó thì chúng ta print. Oh, không được rồi, chấm Z. Print, và chúng ta lấy print cái này thôi này. Print, và print cái gì? Có lẽ chúng ta sẽ gán vào đây là tên bằng cái input này, và sau đó chúng ta print tên, đúng không? Và để cho cái nếu mà chúng ta chỉ làm như thế này thì nó sẽ chạy nhoằng nhoằng và nó sẽ đi, và chúng ta sẽ thêm một cái lệnh input nữa, input from press enter chẳng hạn, enter, và để cho cái chương trình nó dừng lại thì chúng ta mới nhìn thấy được cái tên nó in ra nhé. Và tôi Ctrl S và tôi bắt đầu chạy nó, và các bạn nhìn thấy tôi sẽ chạy nó như thế nào. Đây là cái file, và chúng ta nhìn thấy ở trong này không, là cái 1.py chúng ta vừa tạo ra đấy, chúng ta ấn vào đây thôi. Và chúng ta nhìn thấy không nhỉ? Không nhìn thấy không thì chúng ta, tôi sẽ gõ tên là Huy ở đây và nó sẽ print ra màn hình chữ Huy, và nếu mà tôi ấn enter thì nó sẽ đóng lại. Và như vậy chúng ta đã biết cách tạo ra một cái chương trình dùng supply và chạy nó một cách dễ dàng, đúng không? Và các bạn thấy có tuyệt vời không? Rất là tuyệt vời với Python nhé.